Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Rồi, một cục này ở đây, một cục này ở đây, rồi trong cái này nữa. Ok, rồi qua bên kia nữa. Trời ơi, trầm cảm quá. Cây thiệt chứ. Thôi, nhưng mà phải làm cái đã. Ok, như xong. Trời ơi, còn cái này nữa chứ. Không lẽ một hôm nào đó mình trốn khỏi cái làng này luôn quá. Mấy bạn fan của Hia làm gì trời. Giết mình chết rồi. Còn ở dưới đây nữa chứ. Trời ơi, giờ làm cái... Ôi, trời ơi. Rồi xong luôn mới lên lại luôn. Cày tế nha. Ôi. Cày. Trời ơi, bộ giáp xanh lần này có vẻ hơi bị kinh khủng nữa rồi. Bởi vậy chắc chắn là phải tăng giá rồi. Nhưng mà cái giá nào bây giờ để không ai làm được ta. Ôi, đi lên viết sách rồi tính tiếp. Mình đã viết xong cuốn sách với một cái giá thiệt là khó cho nghi hà với fan của nó rồi. Bây giờ bắt đầu thôi anh em ơi. Ủa, cái gì vậy, cái gì vậy? Chuẩn bị đóng đồng. Đóng đồng. Đây là đâu vậy, ai đã bị dụ giờ con. Trời ơi, sao mấy người nhanh vậy? Ê, thả tôi ra. Ê, tụi mẹ kia. Nhi ơi, cứu tao. Không, là cái gì? Là cái phải. Chết rồi, bị bắt rồi. Ê, đừng có mở ra nha. Đừng có mở ra nha, tao chết đó nha. Tao cho mày chết luôn, chết thì tao lấy bắt dễ mà. Chết rồi, sao giờ không nghe. Rồi, giờ làm sao ta? Tưởng dụ tao được vậy hả? Có chết tao cũng không đưa đâu. Leo leo. Ừ, ok, mày nói như vậy được thì mày sẽ chết. Bóp. Hello, konnichiwa. Chào bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hia đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Mà trước khi bắt đầu một video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share để mở video cho mình. Và nếu các bạn chưa nhấn nút like, nhấn xuống đi. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay san. Mà nếu thế nào hàng ngày nó cũng sẽ đưa một cái giá like rất là cao. Nên dù như thế nào các bạn hãy nhấn like nhìn liền đi. Nếu các bạn coi video này mà rất trễ hơn mấy ngày nữa là mà chưa có ra san, có nghĩa là chưa đủ lượt like đó. Các bạn kéo xuống coi kiểm tra thử coi có đủ lượt like chưa thì các bạn hãy nhấn vào like giúp mình nha. Được rồi, bây giờ qua kêu tô gà đưa một giáp san thôi các bạn ơi. Let's go. Bùm 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 bùm. Ủa cái máy, ui cái mi kìa. Cái máy gì vậy? Cái máy gì vậy? Ê, mày làm cái gì vậy? Chết tao rồi. Ê, chị giúp Anh nha chơi. À đây anh nha, của em à. Của anh, ở đâu ra của em vậy? Của tôi. Ê, làm gì ơi? Thực giờ mày đến đúng lúc lắm. Lẹ rồi. Đi chạy đi, coi chừng bị hút nha. Tụi nó có cái máy hút bụi gì ghê lắm. Có độ nhà, có độ nhà. Tiếp diễn tới rồi, tiếp diễn tới rồi. Bị hút rồi, chứ gì tao bị hút rồi, có kịp lấy gì đâu. Đi lấy đi. Gỡ tao đâu. Nhanh lên. Nhìn lên gà ơi. Ôi sao có cây kỳ vậy. Ôi trời ơi. Ú quẹ. Tao đẩy nó tới. Mày. Vô đi đi. Chúng mày đâm cái đầu xuống tới tuyết luôn rồi. Đâu vậy anh? Tụi đi bạn ơi. Đúng rồi. Bạn bè với nhau không mà biết chia sẻ là chết rồi. Ở đâu? Dạ để tao có cái này cho mày 25. Mày lại cái gậy đánh lượt lùi nữa đúng không? Ông công ba cái đồ quỷ cũ mềm rồi. Lần này anh hết mày rồi. Mày không muốn đánh nha mày. Chạy đâu bạn ơi. Chạy đâu rồi anh? Té. Đau rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Trời ơi, cái này mấy ngu này. Thấy rồi. Mày thấy gì không Mia? Thấy cái gì? Cái gì? Tao cho mày chó kìa, chó nha. Chó ma mày. Chó lên, nó ngồi yên luôn, hay quá kìa. Ê, mày phải cho nó đứng dậy chứ. Ủa đâu rồi? Ê, cái kìa. Tao
đau chưa? Chết rồi, phải thử cách khác thôi. Ở đâu rồi, ok. Trời ơi. Cây hôm này quá. Chỗ này tôi chuẩn bị đồ đó hết rồi. Chạy đi. Mua tiền để dành mua đó trời. Đâu rồi, trời bắt đi xã hội lạc luôn rồi trời. Người đó Hia, cố lên. Cái bánh cá làm gì? Cái này làm gì? Cho có cắn được đâu. Nó cắn mà. Cái gì mà bạo vậy? Ai đâu cắn gì đâu? Cắn tao! Ôi chó cắn quá vậy? Cắn tao luôn nè! Đúng rồi! Ôi da chó cắn. Dạ. Qua cây bên kia kìa. Ôi Dùm My ơi, bình tĩnh Dùm My ơi. Dùm My đặt cái gì vậy Dùm My? Dùm My làm cái gì vậy Dùm My? Dùm My làm gì Dùm My? Dùm My làm cái gì kìa. Ấp ơi. Ôi Dùm My giết em luôn đi. Ôi da đâu? Nó lên trên cây ơi. Thì ra mày đây. Ôi mày sao? Mày lên đây. Dốt mày đây. Chết mày rồi con. Trời ơi sao đứng như này cũng được. Bất ngờ chưa? Ôi anh Hia chạy bên kia kìa mọi người. Ôi Hia chạy xa lắm kìa. Bất ngờ chưa. Mày sao? Mày nhanh bên kia. Mày thấy chưa? Đâu? Ở đây. Ai đâu nó cắn tôi hả? Anh Hia đang đâu vậy? Bên cây bên đây đối diện kìa trời. Ủa đây bị chó cắn rồi. Cái gì? Lên đọc đi. Ok. Đọc lẽ đi. Cái nguy hiểm quá em ơi. Nó có cánh bướm thì sao mình trị được. Mày có cánh gì kìa? Cánh chuồn chuồn. Ôi. Chết rồi miếng chó sao giờ đi đâu tao rồi. Mình thắng gì vậy? Đừng có dụ nó nha. Thông tin xanh. Đây là xa tên là King Multiverse. Nó có hai màu nửa đen và trắng. Trên đầu nó có một cái vương. Miếng chó này lên tao nè. Đợi cho Jimmy biết ai vậy? Cái vương miệng cực kỳ đẹp và ngầu lòi. Và phần chính nè, đậu xanh rau má cà ri chấm bánh mì. Tại sao mày lên like nhanh quá vậy hả thằng Hia kia? Thì vậy mày biết tao đã rất chậm cũng như nào rồi không? Mày cứ like nhanh như vậy, chậm lại đi. Vừa đọc mà mình vừa coi. Trời, nàng tiên bướm tới rồi. Thôi giết được con bướm này. Con chuồn chuồn con biết bay. Nó kêu ủ ịch. Khó chịu. Con chuồn chuồn con biết bay. Chánh mình không bay lên được. Ôi, kiếm chỗ khác đọc đi. Sao giờ đọc chỗ nào không? Mày. Nó bắt cua. Ôi, nhà đâu rồi. Mày nè con, đau chưa? Tao bắt được Jimmy rồi ơi. Tao bắt được Jimmy rồi. Đâu. Bắt được. Đâu. Bắt được. Đâu.
nhà đâu rồi? Cổng trường hả? Thôi bỏ đi. Tao trốn rồi. Ok. Đây công thức chế tạo đây. Bước 1, mày phải được 120.000 like. Holy shit, nhiều vậy nha. Từ từ từ. 120.000 like lên các bạn. Các bạn hãy giúp mình lên được 120.000 like nha. Trời ơi, mày đọc giá chứ, mày đọc giá chứ gì? 120.000 lên sao mày mắc quá vậy? Trời ơi, rồi trời trời. Nhanh lên, sao mày còn mắc mắc cái gì vậy? Trời chúa, mày khó chịu thế nha. Có cách nào giết được nó? Bò sữa đây. Thu hàng. Em đi bơm bò sữa. Chưa bao giờ đọc sách sao mà sợ vậy luôn mày. 120.000 like hiểu chưa? Đi chú, mày cắm thuốc. Chúng ta phải đạt được trong vòng 1 ngày, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thôi cho thằng gà nó chùm cụm luôn. Con thấy bác sĩ tâm lý luôn đó mày ơi. Bác sĩ tâm lý gì đâu mày. Ơi. Thấy cái mùi à. Sao chú phù hộ tụi mình, chú phù hộ tụi mình. Tao nói chú phù hộ tụi mình mà không tin. Ê, mày lọc đi. Ôi, cái gì vậy? Người đâu xuống đây. Mạnh giỏi, chúng mạnh giỏi. Trời ơi, các bạn ơi. Cái gì vậy? Thượng lợi bình tĩnh nè. Xin lỗi. Hồi lâu vậy? Mày chạy lên được chưa tao đây? Ok. Rồi, lên đi, lên tiếp đi. Tao nghe tiếng gì mà xì xì gì mà. TC Lê Minh. Chạy thôi tôi ra, chạy nhanh tôi ra. Rồi, hãy giúp mình lên 120.000 like nha các bạn. Trời ơi, mày sợ vậy, cái đã sợ quá à. Từ từ, mày phải được 120.000 like hiểu chưa? Lần này mày chết rồi hi ha ơi. Cấm dứt xe Risan của mày đi ha ha ha. Gọi hỏa tới sau lưng kìa mày ơi. Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Có cách bắt bướm rồi, có cách bắt bướm rồi. Để tao bắt bướm. Bắt bướm mà. Tì Lê Minh. Bắt lại. Bắt. Cho tao bắt không được rồi. Bắt đi. Bắt bướm nè. Tao cánh tao bay không được vậy. Mày bắt gần hơn được không? Cánh nó lại gần cánh. Gần bắt. Trời, con bướm nó rồi. Con tới đây. Con bướm. Tao đọc. Tao thắng rồi lần này. Fan của mày tuổi mà giúp được mày luôn à nha. Đúng à, vậy. Thua đi. Mày cho mình cho thằng này đừng chọc quê mình nữa nha các bạn. No, con bướm nó sợ bị bắt nó bay rồi. Đi nào. Thấy nó sau lưng mình rồi. Lũ mìn này à, né đi. Lũ mìn nè. Ưu này. Ok. Cơm. Chạy đi. Lên. Chết rồi, như cái lồng bắt bướm. Bây giờ nè, 10 túi mật, 10 bột xương, 50 block gỗ, không phải là ván gỗ. À trời ơi, cái này mắc khó hơn nữa. Một chiếc mũ vàng, 1-3 mũ kim cương. Ai viên kim cương. Ok. Ui, cha mẹ ơi. Đào gỗ trước nè. Như bị bắt rồi, mắc lồng rồi gì rồi. Rồi nè. Trời có tim bứng rồi, sao vậy? Thì tao chém một cái 70 mà được. 2, 3, 4, 35. Cầm bao nhiêu xương vậy? Mười thôi. Ok. Ui. Ôi, gì vậy? Rồi xong. Rồi tới nữa. Trời ơi, bướm khàn tiếng rồi. Quý quý. Mày đâu rồi, tao đưa mày xương nè, mày đâu rồi? Tao nè. Ui, tìm bướm mày ám sát tao mày. Ôi, tao thấy mày, tao tìm cách tao bắt lại mày nè. Ơi, bắt bướm nè. Đâu xương đâu. Bắt bướm nè, bắt được tao, bắt được tao. Lấy sư, lấy sư. Ôi, cảm ơn người bạn nào đó nha. Ôi, lần này mà bướm hết thoát rồi. Mắc mạng nhện rồi. Bướm mắc mạng nhện rồi. Ở nhà hướng này nè. Ây, rồi, chết rồi. Rồi. Ây, tao rớt luôn rồi. Ôi, nó không biết đâu. Ây, rồi. Nhanh lên, xử nhanh lên. Em không được nói vậy. Ây, rồi xong. Ây, cậu mắc. Trời ơi, chạy. Chạy quá. Trời ơi. Chạy đi. Nhanh gỡ. Bướm mất hơi cái tay đó, còn cầm cái gì kìa. Gia ơi, mày lấy xương cho mày lấy xương rồi đúng không? Ôi, thời cơ. Trời ơi. Trời ơi, bí hoài vậy. Ok. Thách bướm đuổi luôn. Chạy. Ok. Đi. Bắt. Trời ơi, sao đâu bắt vậy? Đôi nè.
xử luôn bị bắt rồi. Sủi luôn. Okay, sủi luôn. Bye bướm nha. Hẹn gặp lại nghe. Bye bướm nghe. Bye bướm nghe. Đi trên đường mất kìa. Ấm hỉnh luôn. Có ai nghe đâu. Quay ra. Khó chịu rồi cả gà ơi. Mày quý. Cây. Ya tao lên rồi ya. Trời ơi, không được rồi. Mày luôn kìa. Ok. Ok luôn. Ồ sao tao đâu vậy? Tao bị đánh đâu vậy? À, tao biết. Chờ luôn. Rồi. Chờ luôn. Đâu rồi? Đâu rồi? Mày ở đây hả con? Mày đây. Ở đâu vậy? Vô. Rồi, mày yếu mày mạnh lắm nha. Vô. Ôi cái gì chị Dư? Ôi, quá chị Dư ơi. Ôi như nào? Mày nhảy rồi luôn. Let's go. Lũ mày nè, nè đi. Nè đi, nè đi. Đúng rồi đó chị. Con tìm bướm này khó chịu đó nha. Đúng không? Lũ mày nè, nè đi. Con bắt nó là chết rồi. Đúng không? Ai ơi, chạy. Chị giúp ơi. Ai là ôi. Mày nhảy nào? Mày nhảy nào? Chạy. Mày nhảy nào? Nè. Ok, cảm ơn. Kiếp. Ok. Mười cái này. Cái này cần 3 cái thôi, đủ rồi. Đi. Bây giờ đi lấy thêm mực nữa, nhanh lên. Mực, ở mấy con mực. Cái tao phụ một tay cho. Này. Phụ một tay cho. Châu. Ui. Thằng. Cảm ơn. Nè, giúp nè. Nhớ là lấy nữa có làm sao thì đừng có giết tao nha. Mấy thằng kia. Tao không chỉ bị ép buộc rồi. Thì là cô giết mình, cô lấy giáp xanh luôn đó. Đủ chơi, bên này có nhiều nè. Đúng rồi. Bây giờ mình chỉ cần một cái ba viên kim cương nữa thôi. Ôi, nhưng mà hơi sâu ngang. Có sẵn không? Có ai có sẵn không? Ôi, nãy ai chơi kim cương ta? Ai chắc kim cương á? Hai chi á? Huy là chắc. Hai chi có thể kiếm kim cương. Đi, nhanh lên. Ok, nhanh lên. Ôi, tiên bướm nó cầm gì vậy? Ôi, tiên bướm cho kim cương ơi, tiên bướm. Cầm cục bùi block kim cương. Đó, tao đi đây, tạm biệt mày. Dù mình ơi, gì tiên bướm tốt bụng thiệt hả? Tiên bướm cải tạo quy chắc. Trời ơi, chạy lên chế tạo giáp xanh liền nha, ba liền luôn. Chế tạo giáp xanh thôi. Ý, cái này không phải. Dục, ý, ủa? Đúng không ta? Dạ, đừng qua đây. Wow. Lắm. Tao đây ngày này lâu lắm rồi. Thôi nè. Trước khi mặc vô, hãy nhắc các bạn qua lại đi không các bạn quên là quên nữa. Kết các bạn ơi, hãy giúp mình 120.000 like. Hãy giúp mình 120.000 like bởi vì thằng Tô Gà nó đưa giá cao như quỷ vậy đó. 53 huế đây. Mày 53 huế đi. Được rồi. Bây giờ đến lúc chúng ta xuất hiện san rồi anh em. Hiện hơn. Đó. À, wow. Anh này đúng rồi, nửa trắng nửa đen, đẹp trai ngầu lòi dữ vậy ta. Tao nhắc cho mày nhớ cái comment block mà tạo ra con san này là gấp 2 lần con san trước nó ngang, nhiều lắm nó ngang. Bởi vậy. Ôi các bạn nào thấy san này xịn hãy comment lên bên dưới là nút xịn nha các bạn, và nhấn like luôn nha. Ok. Quý vị, nhảy tới chết là sao? Hả? Nhảy tới chết là sao? Ê, đừng có thử đây người ta. Rồi luôn, rồi trong mặt quá. Ôi, da nhảy tới chết là vậy. Tay bà lát ơi. Ơi, ơi. Ấy, bye bye. Là tao nắm mày đi hả? Ồ. Tiếp theo là Gaster Blaster. Ôi, con tên này đẹp vậy. Ô chu cha mà ơi, đẹp quá. Chứ sao. Ôi, thần thật. Trời ơi. Chỉ con người ta là nó nổ ra. Trời, xong bye bye luôn. Tặng mày một đống đồ luôn nè. Ôi, chiêu thần tốc đỉnh cao các bạn ơi. Chạy qua con heo chết heo. Đó, tốc độ bàn thờ các bạn. Heo là gì? Thiêu rủi. Ôi trời ơi. Nguyên cái hồ lava luôn ô mẹ ơi. Thế hay là ủa, tại sao lại nhảy tới chết nữa rồi?
Dạ gì? Mày thử chiêu cuối chưa? Thử chiêu cuối chưa? Ôi trời ơi, làm gì vậy? Ủa sao bay vậy? Trời ơi, đừng có nhìn lên. Điều đó mà nhìn lên là mọi thứ sẽ bay lên, nhìn xuống mọi thứ sẽ bay xuống. Bay lên nhìn nè. Điều khiển dạng vật hết. Ô, con gà bay lên luôn kìa. Xuống này. Đông xuống, con quỷ gà này nó bay từ từ thôi. Cãi đi, bây giờ phần chính nè. Về làng xử tụi nó kìa. Ôi, con co. Ok, let's go. Điều khiển dạng vật đây. Trời ơi, tức quá. Trời ơi, là trời. Trời ơi, trời ơi. Mọi người ơi, tập quá. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu ta? Ôi, cái gì mà nổ bùm 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 bùm. Sao hôm nay mọi người đi sớm vậy ta? Cái gì vậy trời? Ây da, hên tao chưa chết đó. Ôi, tìm 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 tìm. Ôi, nhà, bấm tắt tên đi nha. Đi sớm quá ta. Ôi trời ơi, lại nhảy tới chết rồi. Trời ơi, sao không còn ai gì nè. Ôi mày đâu rồi? Đây nè, có đứa hung đô đây nè. Ôi, mới trở lại nha, mới trở lại. Tiếng gì vậy? Tiếng nào này? Ôi trời ơi, chạy cái gì mà nó rồi? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Gì hả? Cái gì mày? Ôi trời. Trời. Anh ngần ngơ cứ ngơ. Đó chỉ là giấc mơ. Anh ngần ngỡ cứ ngờ cứ như đã mất đi trong giấc mơ. Chìm đắm đắm trời xong luôn. Ai tụi bay yếu quá. Ra 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 ra. Chạy đi nhé. Đâu à, tao mày. Ra trời ơi, ở trên này, ở trên máy hút bụi Yumi bắt tao nè. Rồi chạy đi nè. Răng đăng tay ơi, trời trời nó nhảy, Yumi nhảy, Yumi nhảy. Nó muốn nhảy tới. Ôi trời ơi, con đâu rồi? Hồ la ba. Ôi trời ơi, hồ la ba luôn vậy? Tắm biển luôn rồi. Tắm biển luôn rồi. Ôi ơi, hình quá đây kìa. Xuống đi kìa. Tắm đi kìa. Tắm đi kìa. Gọi luôn tắm đi. Cái gì? Cái gì? Lại là tiếng bướm nữa sao? Đưa tiếng bướm đi thật ra. À đù. Tạm biệt nha. À đù, nó né ghê quá bây ơi. Bỏ đi. Tại vì giết quá thôi à, các em đứng lại đó. 120.000 like, các bạn nhớ like cho mình nha. Đừng có like, mày, đừng có like nữa. Làm gì đi? À ha, gì thằng Huy kìa. Ôi trời, sao mình lấy ơi, trời ơi, tiếng mấy cũng nhảy vô rồi. Ôi giời ơi. Ủa, con của mình đi ta. Sao bị vắng vậy? Hello. Em mới vừa vô. Sao quay video này cực khổ quá vậy? Đó là nghe.